Lời đầu tiên, cho phép tôi được cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý vị quan khách đang có mặt tại lễ ra mắt sản phẩm thương hiệu Rubidon năm 2018 ngày hôm nay. Chương trình được tổ chức với mục đích giới thiệu những sản phẩm và dịch vụ mới gắn liền với thương hiệu Rubidon đã có mặt trên thị trường trong một thời gian dài. Và một lần nữa, thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin được gửi đến tất cả quý vị lời chào mừng, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành cho sự hiện diện của quý vị có mặt trong buổi lễ long trọng này. Ladies and gentlemen, welcome all of you to come in the launching ceremony of Rubidon 2018. We would like to send all the best wishes to all of you and thank you for coming. Kính thưa tất cả quý vị, đến tham dự với buổi lễ của chúng ta ngày hôm nay, chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Khắc Quý, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Phúc Bình, đồng thời cũng là Giám đốc của thương hiệu Rubidon. Ông Yasuji Saito, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Phúc Bình. Bà Trần Thị Thương Huyền, Giám đốc chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Phúc Văn Nghĩa, Giám đốc kinh doanh mạng thiết bị an ninh của Công ty Cổ phần Công nghệ Phúc Bình. Ông Trần Thanh Hưng, Giám đốc kinh doanh mạng cho thuê dịch vụ báo động 24/7 của Công ty Cổ phần Công nghệ Phúc Bình. Ông Phùng Đức Việt, Giám đốc kỹ thuật Công ty Cổ phần Công nghệ Phúc Bình. Và chúng tôi cũng trân trọng giới thiệu đến tất cả quý vị các đại diện đến từ hãng Tu Trì, hãng thiết bị điện mạch nổi tiếng của Trung Quốc và là nhà tài trợ chính, nhà đồng hành cùng với Công ty Cổ phần Công nghệ Phúc Bình. Và đặc biệt cho buổi lễ ngày hôm nay sẽ không thể trở thành hiện thực khi có được sự hiện diện của hơn 100 vị khách quý là đại diện từ các công ty ở các tỉnh phía Nam về tham dự buổi lễ ra mắt sản phẩm ngày hôm nay. Một tràng vỗ tay nhiệt liệt chào mừng thưa quý vị. Và bây giờ sẽ là thời khắc mà tất cả chúng ta đều mong đợi. Minh Bạch xin được gửi đến tất cả quý vị một lời tuyên bố mặt buổi lễ ra mắt sản phẩm Rubidon. Ladies and gentlemen, and now let's the launching ceremony of Rubidon begin. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ được mời tất cả quý vị sẽ cùng hướng lên màn hình sân khấu để cùng theo dõi đoạn video clip đến từ Rubidon chúng tôi để hiểu biết thêm về thương hiệu Rubidon. Xin được trân trọng kính mời. Founded and operated from 1991. Thưa tất cả quý vị, được biết đến là một hãng sản xuất camera giám sát nổi tiếng của Hàn Quốc trên thị trường hạ tầng an ninh nói chung và thị trường CCTV nói riêng. Rubidon được thành lập và hoạt động từ năm 1991 đến năm 2018. Thương hiệu Rubidon đã được chuyển nhượng sang Việt Nam lấy tên là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Rubidon Việt Nam với phương châm kinh doanh, sự thành công của khách hàng là lợi ích của chúng tôi. Và chúng tôi luôn lấy phương châm đó làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động kinh doanh của mình, góp phần tạo ra giá trị cho xã hội bằng các giải pháp giám sát an ninh tổng thể, tích hợp những công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất trên thế giới. Và bây giờ không để tất cả quý vị sẽ chờ lâu hơn nữa, ngay bây giờ xin được trân trọng và giới thiệu lên sân khấu ông Nguyễn Khắc Quý, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Phúc Bình, đồng thời cũng là đại diện của hãng Rubidon Việt Nam, sẽ có bài thuyết trình để chúng ta hiểu sâu hơn về mọi khía cạnh, từ lịch sử phát triển cho đến các sản phẩm làm nên thương hiệu Rubidon. Xin được trân trọng kính mời ông tiến lên sân khấu. Vâng, kính thưa quý khách hàng, lần đầu tiên thì cho tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn bộ quý khách đã có mặt tại buổi hội thảo ngày hôm nay. Và tôi đại diện cho công ty Phúc Bình cũng xin gửi tới lời chúc sức khỏe, lời chúc thành công tới toàn thể quý khách hàng đã có mặt tại buổi ngày hôm nay. Và cũng hy vọng sau cái buổi hội thảo này,
chúng tôi sẽ nhận được rất nhiều các yêu cầu và những đơn hàng đặt hàng từ quý vị khách hàng.